1 tỷ 3 cho một cả nhà và đất 101,3 mét vuông nha quý anh chị. Đó. Ngang là phía trước là 6,97 mét, là gần 7 mét. Phía sau là 6,36 mét. Sâu vô trong là khoảng hơn 17,7 mét, hướng đông nam. Bán kính 500 mét là có đầy đủ tiện ích. Gần cái chợ, hồi nãy em quay chợ đó là chợ Đắc Lộc nha quý anh chị. Hồi nãy em hỏi chị chủ thì chị chủ nói là cái chợ đó là chợ Đắc Lộc. Đó. Giá bán là 1 tỷ 3 vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nha. Quý anh chị thiện chí thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mua căn nhà này. Em ăn xin chào cả nhà mình nha. Thì hiện tại thì em ăn đang có mặt tại phía trước cái cổng vào thôn văn hóa Đắc Lộc thuộc xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang nè quý anh chị. Thì cái vị trí em đứng đây là con đường quốc lộ 1A ha. Đó, thì đầu đường vô của mình sẽ là con đường quốc lộ 1A. Thì cái hướng của em đây á, là hướng sẽ kết nối đi ra Ninh Hòa, cũng như là kết nối đi ra khu vực Hà Nội nè. Cũng như là hướng này cũng là ra tới khu vực phía Bắc thành phố Nha Trang, đi qua con đường Nguyễn Xiển để ra bến xe phía Bắc, và cũng như là kết nối đi ra biển luôn. Đó thì vị trí này thì mình đi ra biển thì mình đi khoảng 7,4 km nha quý anh chị. Tức là quý anh chị đi xe khoảng từ 10, hơn 10 phút một xíu là ra tới biển. Còn nếu quý anh chị mà về tới trung tâm của thành phố thì mình đi tầm 7 km thôi nha. Đó. Và đặc biệt cái vị trí nhà mình cũng rất là gần với khu công nghiệp Đắc Lộc Vĩnh Phương nha quý anh chị. Đó thì cái khu công nghiệp này là một cái khu công nghiệp rộng khoảng 32 hectare ha. Đó, do chủ đầu tư là do ban quản lý dự án khu công nghiệp Khánh Hòa, nay là ban quản lý của khu kinh tế Vân Phong làm chủ đầu tư. Thì cái khu công nghiệp này thì chủ yếu là các ngành nghề sạch, đó, như là các ngành nghề cơ khí này, điện lạnh điện tử, công nghiệp gia dụng, thủ công mỹ nghệ, sản xuất bao bì in đó, và các và cho thuê nhà xưởng ha. Đó thì nếu quý chị mình mà có nhu cầu mà mình mà chuyển công tác từ ở những vị trí khác trong khu vực thành phố ở Việt Nam á, mình ra Nha Trang mình ở, nhưng mà mình muốn làm việc ở những cái khu công nghiệp như là khu công nghiệp Diên Phú hay là khu công nghiệp Đắc Lộc Vĩnh Phương, đó thì mình có thể là mua căn nhà này để mình ở mình làm việc ha. Hoặc là quý anh chị cô chú mình đang có nhu cầu tìm nhà để ở tại khu vực thành phố Nha Trang, nhưng mà tài chính mình chỉ có 1 tỷ 3, 1 tỷ rưỡi đổ lại thôi, thì quý anh chị có thể tham khảo căn nhà này. Đó. Hướng này là kết nối cái hướng em vừa mới chỉ cho quý anh chị là kết nối đi tới chợ Vĩnh Phương ha quý anh chị ha. Thì cách đây là khoảng 2,5 cây. Đó thì đó là cái chợ lớn nhất của xã Vĩnh Phương. Còn cái vị trí nhà mình là thuộc là thôn Đắc Lộc thì nó cũng sẽ có một cái chợ, đó là chợ Đắc Lộc, thì cách cái nhà mình là khoảng 500 mét thôi. Đó, thì video này là em ghi thu âm lại nha quý anh chị. Bởi vì là cái lúc em quay thì nó bị lỗi mic trong thu âm, cho nên là lúc đó nó không có ghi âm lại, nó không có thu âm được, cho nên bây giờ em phải thu âm lại. Cho nên nó không được hay nha quý anh chị. Đó thì cái hướng này là mình sẽ đi tới khu vực chợ Vĩnh Phương, cũng như là kết nối về tới khu vực đường 23 tháng 10, trung tâm của thành phố biển Nha Trang thôi quý anh chị. Bên kia của mình sẽ là khu vực thôn Đông, thôn Trung, cũng như là thôn Hạ đồ đó. Hướng trên đây sẽ là thôn Như Xuân, hướng trên này cũng là kết nối đi khu công nghiệp Diên Phú, kết nối đi Diên Khánh, thị trấn Diên Khánh mình đi khoảng 8 cây, kết nối đi cao tốc Bắc Nam mình đi khoảng 18 cây, cũng như là kết nối đi đi ra Ngã Ba Thành, cũng như là kết nối đi Diên Khánh, đi sân bay Cam Ranh đó quý anh chị. Đó, còn cái hướng này thì mình sẽ vô trong căn nhà của mình ha, thì căn nhà mình sẽ vô trong cái đường này. Đó, đầu tiên sẽ là có cái thôn văn hóa Đắc Lộc này, thì bây giờ thì em sẽ chuẩn bị em chạy xe vô trong. Em quay đường xá xung quanh đó, cho quý anh chị xem ha. Đó, thì do là em thu âm lại cho nên là cái video em quay nó em thu âm lại nó không được khớp lắm, cho nên quý anh chị thông cảm nha. Do bữa đó em quay mà nó bị lỗi âm thanh, về nhà nó không có thu lại. Đó. Thì cái đường này là một con đường bê tông rộng khoảng chừng hơn 5 mét đó quý anh chị. Ô tô vào tận nơi. Căn nhà của mình hôm nay sẽ có tổng diện tích là 101,3 mét vuông. Đó, ngang là tới 6,97 mét, là gần 7 mét rồi quý anh chị. Hướng là hướng đông nam, nhà đất mình là có 60 thổ cư. Ở nhà mình là một con nhà xây cấp 4 thôi, nhưng mà đầy đủ công năng như là một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh, hai phòng ngủ và một cái phòng bếp, có sân để ô tô. Đường hiện trạng là đường bê tông rộng 2,9 mét. Rồi thì để quý anh chị không có chờ đợi lâu nữa thì em sẽ chuẩn bị em chạy xe vô trong cái khu vực này cho quý anh chị xem ha. Đó thì cái vị trí mình thì là một trong những cái vị trí cao nhất của khu vực xã Vĩnh Phương. Đó, cho nên ở đây thì cũng khá là cao ráo, không có lo bị ngập nước nha quý anh chị. Đó, thì đầu đường vô đây.
Đường bê tông, xe tải chạy thoải mái. Đường này thì em đoán chắc cỡ 6-7 mét, chắc cũng cỡ hơn 7 mét. Đó. Thì cái đường này thì mình chạy vô nhà mình là khoảng 500 mét nha quý anh chị. Thì đầu đường sẽ có một cái trường học này, em quay trường học cho quý anh chị xem nha. Đó, trường học nè. Đó, trường tiểu học Vĩnh Phương 2. Đó. Ở đây quý anh chị có con cái đi học cũng rất là tiện ha, bởi vì khu vực này gần trường, gần chợ. Chỗ này có cái chợ Đắc Lộc này, cái chợ này thì cách nhà mình là khoảng 300 mét nha quý anh chị. Đi bộ là mình cũng ra tới chợ ha. Hai bên đường em thấy cũng khá là nhiều các cửa hàng kinh doanh buôn bán. Đó, đây là cái chợ Đắc Lộc của mình nha quý anh chị. Đó, em quay là buổi chiều á, cho nên là nó hơi vắng, chứ mà buổi sáng thì sẽ rất là đông vui ha quý anh chị. Còn cái đường này là con đường liên xã. Hai bên đường chỗ này có bán vật liệu xây dựng nữa nè. Em thấy ở đây thì kinh doanh buôn bán cũng rất là nhiều. Tạp hóa cũng rất là nhiều. Bưu điện cũng gần ha. Ở đây mà chị em mình mà mua nhà để mình ở vừa kinh doanh online cảm thấy cũng rất là ok á. Đó. Hai bên đường em thấy người ta bán đồ cũng rất là nhiều ha. Căn này thì chủ là ở Sài Gòn nha quý anh chị. Và mục đích là mua là để ở nghỉ dưỡng ở Nha Trang, nhưng mà do công việc ở Sài Gòn nhiều quá cho nên là ảnh ít ra, cho nên ảnh mới nhượng lại căn nhà này nha quý anh chị. Đó, chỉ có 1 tỷ 3 thôi, 1,3 tỷ cho một căn nhà xây trên nền đất 101,3 mét vuông, thổ cư 60, ngang gần 7 mét, hướng đông nam. Đó, mà bán chỉ có 1 tỷ 3, sổ hồng riêng chính chủ sang tên trong ngày. Đó, em đã tới cái nhà rồi nha. Bây giờ em sẽ quẹo vô cái đường. Đầu đường mình sẽ có một cái quán cà phê á. Đó, sẽ có một cái chỗ bán ga nữa nè. Đó, thì bây giờ em sẽ chạy xe vô. Đường là đường thông kia trong kia lận, nhưng mà mình không có đi vô đó, mình chỉ tới đây thôi. Rồi mình sẽ quẹo tay phải nha quý anh chị. Nè, bây giờ em sẽ quẹo vô, quẹo tay phải nha. Cái đường ở đây. Đây là đường bê tông rộng khoảng 2,9 m quý anh chị, trên sổ thì 2,9 m, mà ở ngoài thì em thấy là cũng cũng tầm đó. Đó, đường này thì em thấy xe nhỏ thôi nha quý anh chị, mấy chiếc xe ô tô nhỏ 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 thì vô được. Rồi. Đó, em tới cái nhà rồi nè quý anh chị, nhà mình đây nha. Đó. Chủ họ để xây tường bao cũng như là rào kiểm B40 đồ rất là chắc chắn luôn. Đó. Cái đường này thì mình vô trong là khoảng gần 100 m nữa là hết đường nha quý anh chị. Ở đây thì em thấy rất là yên tĩnh luôn. Những cô chú anh chị mà thích mua ở Nha Trang để ở nghỉ dưỡng mà tài chính mình khiêm tốn á, chỉ có khoảng 1 tỷ 3 thôi, nhưng mà mình vẫn muốn là một cái nhà rộng, nhà cấp 4 ở gần trường gần chợ, thuận tiện đi biển, thì em thấy căn nhà này cũng cũng rất là phù hợp ha. Đó, bên cạnh nhà mình là cũng có hàng xóm xây nhà cũng rất đẹp ha quý anh chị. Đó, đường vô trong khoảng vài chục mét nữa. Đó, bên cạnh nhà mình cũng sẽ có một cái lô đất trống. Đó, đất trống này cũng rất là thoáng ha, người ta vừa xây ha, rất là thoáng. Rồi căn nhà của mình kia. Đó, bên cạnh đây là một lô đất trống nè. Đó. Chủ họ cũng xây tường bao xung quanh cũng như là hàng rào B40 cũng rất là ok ha. Rồi. Em sẽ có một cái video em quay cái lúc em ở chỗ trong nhà nè. Lúc đó thì không có bị lỗi âm thanh. Ở nhà mình đây nha quý anh chị. Đó, xây tường bao xung quanh rất là chắc chắn, khung sắt bảo vệ cũng rất là ok hả. Lộ giới đồ rất là yên tâm. Đó. Nhà mình thì xây cao hơn mặt tiền đường. Nhà mình thì sao? Cái nền nhà, nền sân là cao hơn mặt mặt đường, còn cái nền nhà mình là cao hơn mặt sân luôn. Đó, ở đây thì em khảo sát rồi, trời mưa thì cao lắm á, là chỉ cao lên tới cái mắt cá chân của mình hơn tí thôi chứ không có vô được cái nhà. Đó, cùng lắm là tới cái sân chứ mà vô nhà thì không vô được nha quý anh chị. Ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì nhà nước tỉnh là làm lại cái hệ thống thoát nước ở khu vực đây rồi, làm đập ngăn mặn rồi, cho nên ở đây là không có lo là bị ngập nữa nha. Đó, đường này đi ra cái đường chính này. Rồi. Đó thì đây là cái quang cảnh bên trong nhà mình ha, nhà mình là chủ anh mới xây xong. Đó, bây giờ ra lại cái đường cho quý chị xem. Ok, chị. Dạ. À, em quay xong cái em báo. Đó thì hồi nãy em đi vô cái đường này đúng không anh chị? Đó thì bạn của chị bạn của chủ nhà mới tới mở cửa cho em đây. Rồi, nhà mình đây nha quý chị. Đó. Tường bao xung quanh là cũng mới được sơn sửa lại nè, sơn trét lại rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Căn này thì quý anh chị mua là chỉ có mang quần áo vô là ở rồi. Tường xung
Dạ, 101,3 m. Có 60 m thổ. Có sân để ô tô. Đó. Anh chủ ảnh mới cái sơn lại nha quý anh chị. Đó, sơn lại rất là trắng, sạch sẽ ha. Trắng nè. Màu sơn trắng sạch sẽ. Đó. Với là chủ họ cũng xây là nâng cái nền nhà mình rất là cao so với cái mặt đường. Đó. Cho nên ở đây thì quý anh chị không có lo cái chuyện bị ngập nước ha. Vừa rồi có mấy cái trận mưa lớn á, Nha Trang cũng có mấy chỗ để ngập á, nhưng mà riêng cái chỗ mình nha, tuy là nước nó có động ở ngoài đường nha, nhưng mà nó không có vô trong cái nhà mình. Bởi vì chủ họ tính toán là cái nhà mình là xây nền cao hơn mặt đường. Với lại cái khu vực xã Đắc Lộc này quý anh chị, thôn Đắc Lộc này á, thì đất nó cũng tương đối là cao hơn những cái khu vực khác như là thôn Tung, thôn Đông hay là đó. Cho nên ở vị trí này thì quý chị yên tâm ha. Đó, trụ bê tông chắc chắn thôi quý anh chị. Đó, đổ bê tông chắc chắn. Cửa thì cũng là cửa sắt. Đó, ok. Sân đây là sân ô tô thì quý anh chị có thể đậu một chiếc xe 7 chỗ cũng được không quý anh chị? Đó, xe 7 chỗ. Đây, quay cho quý anh chị xem. Nói chung là xung quanh là chủ họ rèo đồ rất là chắc chắn quý anh chị ha. Đây, quý anh chị xem này, sân rộng không? Đó, bên kia là có một cái vách ngăn với căn nhà bên cạnh ha. Sân rộng nè. Rồi nhà mình thì nhà mình là trước kia là một căn nhà cũ thôi, mà anh chủ mua là anh mua lại nha quý anh chị, xong rồi anh sơn sửa lại là mục đích anh về Nha Trang anh ở nghỉ dưỡng. Nhưng mà cuối cùng là do công việc nhiều quá chứ không về được, cho nên quyết định mới bán lại nha quý anh chị. Ảnh là một người và bây giờ anh chào bán với giá chỉ có 1,3 tỷ thôi. Đó, nhà mình 2 phòng ngủ, có cửa nhôm, kính xin pha chắc chắn thôi quý anh chị. Đó, trước nhà mình là một cái cửa nhôm xin pha 4 cánh, mở ra là rất là rộng luôn. Đất là cao hơn mặt đường, còn nhà thì cũng nâng cao hơn cái mặt đất nhà mình luôn. Đó, cho nên là rất là cao ráo quý anh chị ha. Cho nên là cũng có mái che khung sắt, đó, lợp tôn, nói chung là chắc chắn, bao mưa nắng không bao giờ sợ bị giọt ha. Thì nền nhà mình đây, thì nhà mình là có một cái phòng khách đó, rất là rộng rồi quý anh chị. Phòng khách này thì nền nó là chủ họ là ốp cái gạch men, mà gọi là men quý anh chị. Anh ốp là cái này là cái nhựa giả gỗ nè quý anh chị. Này, gõ cho quý anh chị xem nè, nhựa giả gỗ nha. Đó, còn ở trên đây là trần thạch cao, trần thả quý anh chị, cũng rất là sạch sẽ. Anh đi một cái đường led rất là đẹp luôn, một đường đèn led này nhìn nó rất là đẹp và chỉnh chu quý anh chị ha, cũng rất là sạch sẽ luôn. Đó, anh chủ anh mua nhưng mà anh chưa ở ngày nào luôn quý anh chị à. Nhưng mà công việc nhiều quá cho nên giờ anh bán lại. Đó, cửa vô phòng ngủ mình là một cái cửa nhôm hệ xin pha. Phòng mình là phòng trống thôi nha quý anh chị. Đấy, muốn chị mua về là mình mang nội thất vô nha. Đó, mình đầu tư nội thất vô là khoảng 100-200 triệu là đẹp rồi. Cửa sổ mở ra rất là mát không quý anh chị ha. Đó, rất là mát ha. Đây, cái phòng này rộng chắc gần 10 mét vuông. Rồi, 2 phòng ngủ liền kề nhau. Đây, phòng ngủ mình. Đây là cái cửa này, cửa sổ. Về mình lắp máy lạnh vô thôi. Đây, phòng bếp nha. Đó, thì đây khu vực phòng bếp nè. Đó, anh chủ anh mua chiếc xe máy để anh ra, để anh chơi, anh có xe anh đi luôn. Có cả cái quạt hút mùi luôn. Có cửa sổ thông gió ra ngoài nữa nè. Đây là khu vực bếp thì đơn giản thôi quý anh chị. À, bếp đơn giản thôi. Đó. Cũng có đá, cương, bồn nước ở dưới ta, cái chậu rửa inox. Ở trên thì ông có ốp gạch rất là sạch sẽ. Chỗ này để máy lạnh à, máy quẹt à, về tủ lạnh nhé, lộn, tủ lạnh chỗ này hoặc là chỗ này
À đúng rồi, tủ lạnh ở chỗ này vậy lộn. Tủ lạnh ở chỗ này có sẵn ổ cắm điện luôn. Ổ cắm điện rất là nhiều rồi quý anh chị. Đó, hoặc là chỗ này là để máy giặt này, em lộn. Chỗ này để máy giặt này có cái ống là để đường ống là để máy giặt nè. Đây nhà vệ sinh cái ha. Em thấy nhà vệ sinh cũng rất là sạch sẽ quý anh chị ạ. À. Này, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ nha. Anh cũng mới làm lại luôn. Năm bộ rửa tay cũng như là sàn là cũng ốp gạch đẹp. Nên cũng cao hơn khúc nào quý anh chị, cho nước nó không bị tràn vô ha. Gạch cũng cao ha, ốp gạch cao nè quý anh chị, cũng cỡ 2 mét á. Đây, bồn cầu. Chỗ này anh xây cũng cao nè quý anh chị nè. Gì vậy ta? Rồi. 1 tỷ 3 cho một kẻ nhà và đất 101,3 mét vuông nha quý anh chị. Đó. Ngang là phía trước là 6,97 mét, là gần 7 mét. Phía sau là 6,36 mét. Sâu vô trong là khoảng hơn 17,7 mét. Hướng đông nam. Bán kính 500 mét là có đầy đủ tiện ích. Gần cái chợ, hồi nãy em quay chợ đó là chợ Đắc Lộc nha quý anh chị. Hồi nãy em hỏi chị chủ thì chị chủ nói là cái chợ đó là chợ Đắc Lộc. Đó. Giá bán là 1 tỷ 3 vẫn còn thương lượng cho quý anh chị nha. Quý anh chị thiện chí thì em sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mua căn nhà này. Đó, và hỗ trợ vấn đề pháp lý, giao dịch, mua bán. Cho quý anh chị có một cái giao dịch suôn sẻ nhất ha. Đó, đường này đi ra. Rồi, quý anh chị cảm thấy căn nhà này phù hợp với mức tài chính của mình thì quý anh chị alo cho em nha. Em dẫn đi xem thực tế rồi mình thương lượng với chủ nhà ha. Ra quay lại cho quý anh chị xem nè, đầu đường có quán cà phê nè. Đó. Đây là chợ, có xíu à, đó, khu vực dân cư rất là đông luôn. Đầu đường có chỗ gì đây, sửa quần áo, chụp ảnh thẻ, sửa máy tính, linh kiện, cửa hàng ga nữa nè. Đường thông vô trong kia nha quý anh chị, có đường thông vô trong kia luôn. Đó. Mày có quán ăn vặt nữa nè. Nước chạy khác gì đây. Ôi, tiện ích quá nhiều luôn nè. Chị cũng uống tóc rồi nè. Rồi, quý chị quan tâm alo em nha. Quý chị nhớ like video này nha. Like video là một cái hành động giúp cho thuật toán YouTube hiểu rằng cái video của em là nó có ích cho cộng đồng. Nó hay. Đó. Và họ cũng sẽ đánh giá cái video của em tốt. Và quý chị chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em ăn nha. Em cảm ơn quý chị nha. Và hẹn gặp lại quý chị mình vào những video tiếp theo của em ạ. À.